Trước nguy cơ cao dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào thành phố Hồ Chí Minh qua các cửa ngõ đường bộ, từ trung tuần tháng 5 năm 2021, chính quyền đã cho tái lập các trạm kiểm soát để đo thân nhiệt và lấy mẫu ngẫu nhiên tầm soát dịch. Bà Đặng Thị Ánh Thu, buôn bán ở nơi từng có trạm kiểm dịch, kể. Không lo lắng sao không lo, dịch bệnh giờ nó nhiều quá rồi. Cái loại kỳ nghỉ lễ đó đi nhiều quá rồi, đâu biết ai bệnh ai sao đâu. Đi tuần tu nằm lâm hết. Thì xuống cũng đo nhiệt độ, rồi xe vô cũng đo nhiệt độ, rồi thấy làm cũng thấy được lắm. Thấy mấy anh công an làm thấy cũng tốt, cũng thấy. Xe tải, có ví dụ như có đi cao điểm thì xe Honda cũng có nữa, cũng có đo độ nữa. Xe khách, xe tải, xe gì cũng đo đầy đủ hết luôn. Ai mà đo mà độ cao quá là cho vô đây nè. Đứng trong đó rồi có một mình đứng đây cũng sợ nữa. Vui mình nói rồi không hạ cái nữa, mình đi theo luôn. Đi hơn, tại mình đứng cũng gần đó mà. Theo lời kể của ông Nguyễn Đức Tính, tổ xe ôm phía cửa ngõ miền Đông, thì xe cộ của người sống quanh trạm không bị kiểm. Xe dùng trên xuống sông Đa, nó nhìn nó thấy xe dùng trên này nó quắt vô. Còn xe du lịch, đa số xe du lịch nó bắt vô là nó kìa test, nó thử, không có thì thôi, vậy thôi à. Còn những dân ở đây nó nhìn nó biết, nó không có khi nào nó thổi. Còn mấy cái xe mà chở cồng kềnh như là xe dùng miền trên xuống là nó quắt lại hết. Việc đặt các trạm chốt để kiểm tra thân nhiệt hành khách trên xe khách, xe ô tô cá nhân từ các tỉnh vào thành phố thì theo lời kể của bà Thu đã ít nhiều khiến đời sống mưu sinh ở nơi tái lập trạm kiểm soát bị xáo trộn vì người dân ngang qua đây ít dám dừng lại để mua hàng. Tại người ta thấy công an nhiều quá, người ta cũng ít có ghé lại đó, mình buôn bán cũng hơi khó, hơi chậm chút. Quen thì người ta biết là ghé, còn lạ, người ta đâu dám ghé đâu. Rồi bán nó hơi chậm, hơi khó khăn rồi, với lại nó không có chỗ để bán. Lượng nhỏ xíu rồi để đồm lên, chứ không có chỗ để nữa. Chị bán là chị bán nhờ không mà, chứ đâu có ấy đâu bán nhờ ngoài đường này không mà. Tuy nhiên, với người chạy xe ôm như ông Nguyễn Đức Tính, thì nhờ tầm soát dịch như vậy giúp việc đón khách yên tâm hơn. Thì nó lập chốt lại cái chuyện đó là dĩ nhiên nó phải kiểm soát, là thấy nó ổn hơn, mình thấy an tâm hơn. Cái đó là kiểm soát là chặt chẽ, vậy là mình cũng yên tâm được cái là mình chở khách nó không có bị lầm. Coi như là những cửa ngõ là từ trên đó xuống là nó cũng phải là không phải là cá nhân một chỗ này, nó phải là từ trên đó nó xuống mấy chốt đó. Cho nên là xuống tới đây rồi mình đâu còn sợ nữa. Trong nỗi niềm của một người buôn bán nơi lề đường, nhờ vào khách vãng lai, bà Đặng Thị Ánh Thu bày tỏ ước nguyện. Cho dịch nó bớt lại đi, cho nó số ca bệnh nó bớt lại, lần cho mấy ảnh ấy, lần cho rút ngắn thời gian lại. Ở đây dân ta còn sinh sống nữa, buôn bán nữa. Mà kéo dài quá thấy nó khó khăn quá. Cuộc sống mà mỗi ngày mà giờ buôn bán ngoài đường, sống kiếm sống mỗi ngày. Mà lập lâu quá rồi đây sao có buôn bán gì được. Bên cạnh việc tái lập các chốt kiểm soát dịch, chính quyền cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra cư trú để kịp thời phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, xử lý nghiêm người tổ chức tiếp tay cho các đối tượng nhập cảnh trái phép.